Cuộc sống đường phố xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại hôm nay thì mình đang đứng ở trên một cái tuyến phố Chùa Hà thuộc địa phận phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bạn. Phố Chùa Hà này bắt đầu từ một cái tuyến đường Cầu Giấy kéo dài đi qua dòng xuyến Trần Đăng Ninh, Nguyễn Khánh Toàn và kết thúc trên tuyến đường Tô Hiệu. Tổng chiều dài của tuyến phố này thì tầm khoảng 800 m nha các bạn. Phố Chùa Hà là tuyến phố nằm ở phía đông bắc phường Dịch Vọng, tiếp giáp với phường Quang Hoa. Dân cư phân bổ trên tuyến đường này mật độ rất là đông đúc. Trên đường thì có nhiều nhà hàng quán ăn ngon. Phố Chùa Hà nổi tiếng là một địa điểm kinh doanh mua bán xe máy cũ có tiếng tại Hà Nội. Ngoài ra còn có di tích lịch sử Chùa Hà với lối kiến trúc cổ kính trải qua nhiều năm thăng trầm cùng với thời gian. Chùa Hà đến nay vẫn giữ được một cái nét đẹp bề thế và hiện diện tại mảnh đất Thăng Long này từ rất lâu đời. Và Chùa Hà cũng được đặt tên cho tuyến phố này, giao thông rất thuận tiện cho tuyến đường Cầu Giấy dẫn ra đường Vành Đai 3 và Vành Đai 2. Thì mình cũng xin mời các bạn cùng mình đi tham quan những cái địa điểm bán xe máy cũ tại trên tuyến phố Chùa Hà này. Và tuyến phố này nó như thế nào? Mời các bạn cùng mình đi tham quan một vòng nhỏ ở khu vực quận Cầu Giấy này nha.
Thôi mình cũng xin phép tạm dừng video tại đây, hẹn các bạn trong lần tới ạ.